Thầy xin chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong chuyên đề 3 của kỳ ôn luyện trực tuyến hàng năm môn hóa học do báo Thanh Niên tổ chức. Đến với chuyên đề 3 lần này, thầy Phạm Lê Thanh sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức trọng tâm của phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối. Chúng ta cùng nhau đi vào chuyên đề 3 các em nhé. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU không chỉ cung cấp chương trình đào tạo tiêu chuẩn quốc tế, SIU nỗ lực tạo ra môi trường học tập tiên phong, đa dạng và tôn trọng sự khác biệt. SIU mở rộng hợp tác quốc tế với các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, trở thành bệ phóng vững chắc để sinh viên hội nhập toàn cầu. Năm 2024, SIU tuyển sinh trình độ đại học chính quy với 29 chương trình đào tạo cùng 4 phương thức tuyển sinh. SIU cam kết hỗ trợ sinh viên với nhiều chính sách học bổng, 20 suất học bổng chủ tịch SIU, 100 suất học bổng tiếp bước hành trình, quỹ tài năng trẻ, học bổng 50% học phí toàn khóa cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa thể thao, nghệ thuật, học bổng đồng hành xây dựng nhân lực chất lượng cao cho thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, học bổng doanh nghiệp tài trợ, học bổng 20% học phí toàn khóa cho tất cả học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. SIU, tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới. Loại thứ nhất của chuyên đề 3 là kim loại tác dụng với dung dịch muối. Chúng ta cùng quan sát lại thí nghiệm mà chúng ta từng được làm hoặc từng được quan sát. Đầu tiên, thầy cân một cây đinh sắt. Sau đó, thầy ghi lại khối lượng ban đầu. Và thầy tiến hành cho cây đinh sắt phản ứng ngập trong dung dịch đồng hai sunfat. Dung dịch đồng hai sunfat có màu xanh. Một thời gian sau, thầy thấy rằng trên cây đinh sắt đã xuất hiện một lớp đồng màu đỏ bám lên đinh sắt. Bây giờ thầy rút cây đinh sắt ra và thầy tiến hành lau thật là nhẹ để cho nó khô nhưng không rớt cái phần chất rắn đồng bám lên đó. Và thầy tiến hành cân lại thì thầy thấy khối lượng này nó đã tăng lên so với khối lượng ban đầu mà hồi nãy thầy ghi. Vậy thì chúng ta có thể tính được khối lượng chất rắn tăng lên không các em? Hoàn toàn có thể được đúng không nào? Bằng thực nghiệm em chỉ cần lấy m sao trừ m đầu và lượng này đúng bằng với nguyên tử khối của đồng trừ nguyên tử khối của sắt là 8 nhân cho x là số mol đồng phản ứng. Và đó chính là một trong những định luật tăng giảm khối lượng khi chúng ta giải bài tập kim loại tác dụng dung dịch muối. Vậy các em nhớ cho thầy rằng khi giải bài tập kim loại tác dụng dung dịch muối, các em sử dụng định luật bảo toàn khối lượng dựa vào giá trị khối lượng tăng lên hoặc khối lượng giảm xuống thì em tính được mol của chất phản ứng. Và quy tắc alpha là một trong những quy tắc để chúng ta xét xem kim loại có phản ứng được với muối của kim loại khác hay không. Chúng ta cùng làm một bài tập áp dụng về loại này. Nhúng một thanh sắt nặng 50g vào dung dịch đồng hai sunfat. Sau một thời gian, lấy thanh sắt ra, làm sạch, cân nặng 50,8g, tính khối lượng của sắt đã phản ứng. Chúng ta có một phút suy nghĩ cho câu hỏi này. Bây giờ thầy sẽ gợi ý cho chúng ta như sau. Các em thấy rằng người ta cho chúng ta khối lượng của sắt ban đầu, cho chúng ta khối lượng của cây đinh sắt khi cân lại lúc sau. Và chúng ta nhanh chóng lấy 50,8 trừ cho 50 sẽ bằng 8x với x là số mol của sắt phản ứng. Các em sẽ tính ra được mol này là 0,1 mol. Từ đó các em tính được khối lượng của sắt là 5,6g. Rất đơn giản đúng không nào? Phương pháp tăng giảm khối lượng là một trong những phương pháp mà các em có thể dễ dàng vận dụng nhất trong các bài tập tính toán. Nào, chúng ta sang câu hỏi số 2. Nhúng một thanh nhôm nặng 50g vào 400ml dung dịch đồng 2 sunfat 0,5m. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra, làm sạch, cân nặng 51,38g. Tính khối lượng đồng đã sinh ra. Chúng ta có một phút để suy nghĩ cho câu hỏi số 2. Các em thấy được rằng khối lượng nhôm ban đầu là 50g. Bây giờ chúng ta nhúng vào đồng 2 sunfat thì nhôm sẽ khử được đồng 2 cộng, tạo ra được đồng. Và đồng đó bám vào thanh nhôm. Khối lượng bây giờ là 51,38g. Vậy chúng ta lấy khối lượng 51,38 trừ cho khối lượng nhôm ban đầu là 50g.
các em sẽ ra được lượng tăng lên. Tương ứng, hệ số trên phương trình của chúng ta, nếu các em gọi số mol của nhôm phản ứng là x mol, thì đồng phản ứng sẽ tính theo x là 3/2x. Các em có 64 x 3/2x trừ 27 nhân cho x thì bằng độ tăng này. Từ đó tính được x là 0,02 và các em tính được khối lượng của đồng là 1,92g. Câu hỏi này là một câu hỏi ở mức độ hiểu, nghĩa là khi chúng ta hiểu được khối lượng tăng lên tương ứng với số mol của phản ứng và hệ số của nguyên tử khối nhân với nhau, lượng sau trừ lượng đầu, thì chúng ta sẽ tính toán được. Và đây chính là giải điện hóa của kim loại. Các em cần phải nhớ những kim loại mà có thể điều chế bằng phương pháp điện phân hoặc phương pháp thủy luyện có liên quan đến dung dịch, nghĩa là có nước. Đó là những kim loại phải nằm sau nhôm các em nhé. Quy tắc alpha của chúng ta được thiết lập khi cho kim loại tác dụng dung dịch muối. Đặc biệt, chúng ta nhớ là sắt mà phản ứng với axit nhóm 2 như là axit sulfuric đặc nóng hoặc axit nitric, thường chúng ta nói với nhau rằng nó sinh sắt 3. Nhưng điều đó hãy cẩn thận, vì nếu sắt dư thì nó phản ứng tiếp với sắt 3, tạo ra được sắt 2 cộng. Và phương trình hóa học là sắt phản ứng sắt 3 tạo ra sắt 2 cộng. Ở đây chúng ta cũng để ý một cặp nữa, đó là đồng 2 cộng trên đồng và sắt 3 trên sắt 2. Thì đồng cũng phản ứng được với sắt 3, tạo ra được đồng 2 cộng và sắt 2 cộng. Đó cũng là một phản ứng kim loại tác dụng với dung dịch muối. Và cái cặp ion sắt 3 trên sắt 2 này là một cái cặp mà đề thường giấu, chúng ta phải tự nhớ để chúng ta điền vào thì chúng ta mới xử lý được những cái mấu chốt của bài tập có liên quan. Các em nhớ nha. Hoặc là bạc cộng trong bạc nitrat khi cho phản ứng với sắt, thì nếu như sắt thiếu sẽ sinh ra được sắt 2 hay sắt 3 các em. Nếu sắt thiếu mà bạc cộng dư thì bạc cộng này nó tiếp tục oxy hóa cái sắt 2 lên sắt 3. Cho nên nếu bạc nitrat dư thì thu được sắt 3 nitrat và 3 mol bạc. Còn nếu sắt dư thì nó khử được sắt 3 về sắt 2. Cho nên khi đó chỉ tạo ra được FeNO3 2 lần và 2 bạc. Và chúng ta cứ nhắc lại liên tục về thí nghiệm cho kim loại natri vào dung dịch CuSO4. Đây có phải là phản ứng kim loại khử kim loại khác trong dung dịch muối không các em? Hoàn toàn là không phải, vì natri tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo ra natri hydroxit và khí hydro. Sau đó natri hydroxit sinh ra sẽ phản ứng với đồng 2 sunfat tạo ra được đồng 2 hydroxit và natri sunfat. Kết quả của thí nghiệm này không thu được kim loại, có bọt khí sinh ra, đó là khí hydro, và sau phản ứng thu được kết tủa màu xanh lam, đó là CuOH 2 lần. Trường Quốc tế Á Châu tự hào là ngôi trường mang đến nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc và những giá trị truyền thống dân tộc. Trường Quốc tế Á Châu xây dựng chương trình học tập toàn diện, cân bằng giữa học thuật và nghệ thuật thể thao. Hiểu rõ mục đích giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà còn giúp học sinh sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng, độc lập để phát triển và hoàn thiện nhân cách. Ngoài những giờ học trên lớp, học sinh trường Quốc tế Á Châu còn được trải nghiệm, thử thách bản thân và phản biện các vấn đề để tự mình học hỏi, trưởng thành độc lập hơn. Nơi đây với tôi còn hơn cả một ngôi trường. Nơi đây là nền tảng giúp chúng tôi đặt những viên gạch đầu tiên vững chắc trên hành trình chinh phục tri thức. Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống, nó chính là cuộc sống. Từ môi trường giáo dục này, chúng tôi đã tự tin bước tiếp và viết nên câu chuyện tương lai của chính mình. Để giải được bài tập nhiều kim loại tác dụng với dung dịch muối, các em cần phải viết các cặp oxy hóa khử trong giải điện hóa ra và chúng ta xét lần lượt từng phản ứng. Theo nguyên tắc, những cặp oxy hóa khử càng xa nhau sẽ càng dễ phản ứng với nhau hơn, nghĩa là ưu tiên phản ứng trước. Nguyên tắc kim loại sinh ra
sẽ từ đằng sau ra đằng trước trong dãy điện hóa, còn muối sinh ra sẽ từ đằng trước ra đằng sau. Và chúng ta bảo toàn electron kết hợp bảo toàn điện tích để giải quyết các bài tập có liên quan đến loại kim loại tác dụng dung dịch muối. Nào, chúng ta cùng nhau làm câu số 3. Cho hỗn hợp gồm sắt và kẽm vào dung dịch bạc nitrat đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm 2 muối và chất rắn Y gồm 2 kim loại. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định xem 2 muối trong X là. Chúng ta có 1 phút suy nghĩ cho câu hỏi này. Các em thấy rằng theo nguyên tắc mà thầy vừa cung cấp cho chúng ta, muối là từ trước ra sau, còn kim loại là từ sau ra trước. Vậy hai kim loại ở đây, nếu chúng ta biểu diễn đúng thứ tự của dãy điện hóa, thì bạc sẽ là kim loại sinh ra đầu tiên, tiếp tục là sắt. Còn muối sẽ là kẽm 2 cộng và sắt 2 cộng. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu gì các em? Đó là sắt 2 nitrat và kẽm 2 nitrat. Chúng ta chọn đáp án muối thì chọn câu B. Còn nếu hỏi kim loại thì chọn bạc và sắt dư. Được không nào? Rất đơn giản. Ta sang câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Cho hỗn hợp gồm sắt và nhôm vào dung dịch chứa đồng thời bạc nitrat và đồng 2 nitrat cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định 3 kim loại trong Y. Chúng ta có 1 phút suy nghĩ. Đầu tiên các em cũng biểu diễn dãy điện hóa ra Al3 cộng, Fe2 cộng, đồng 2 cộng và cuối cùng là bạc cộng. Vậy thì 3 kim loại sẽ theo thứ tự từ đằng sau ra đằng trước, đó là bạc, đồng và sắt. Đáp án của chúng ta sẽ là C. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi rất đơn giản đúng không nào? Chúng ta có thể dễ dàng dựa vào cái nguyên tắc thầy cho chúng ta để chúng ta giải quyết. Câu hỏi số 5 để chúng ta luyện tập thôi các em. Câu này chúng ta cũng vẽ dãy điện hóa ra. Magie 2 cộng, sắt 2 cộng và bạc cộng. Vậy đề bài hỏi hai muối thu được là gì? Thì muối là từ trước ra sau. Vậy muối đầu tiên là Mg2 cộng và muối kế tiếp là sắt 2 cộng. Đáp án sẽ là câu gì các em? Đó là câu B. Một câu hỏi nữa tương tự. Cho hỗn hợp gồm Fe và magie vào dung dịch H24 đặc nóng đến khi phản xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và còn lại một phần kim loại không tan. Hỏi dung dịch Y chứa chất tan hay còn gọi là muối, đó là những chất nào? Ở đây các em cần quan tâm đến việc kim loại mà dư thì sao các em? Đặc biệt là kim loại sắt mà dư thì có sinh ra được sắt 3 sinh phát hay không? Hoàn toàn là không, vì sắt sẽ kéo sắt 3 về sắt 2. Cho nên ở đây có kim loại dư thì sẽ không tồn tại sắt 3. Và chúng ta loại đáp án D, loại đáp án B. Mà đề nói thu được một phần kim loại không tan. Vậy thì có nghĩa là kim loại nó đã tan và nó còn dư lại một phần. Cho nên sắt sẽ chuyển thành sắt 2 sinh phát. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu C. Chúng ta sang câu số 6 là một câu tính toán. Cho 2,24g bột sắt vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm bạc nitrat 0,1m và đồng 2 nitrat 0,5m. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được mg chất rắn Y và dung dịch X. Đề bài yêu cầu tính giá trị của M. Một phút suy nghĩ bắt đầu. Đầu tiên thầy hướng dẫn chúng ta vẽ dãy điện hóa ra. Sau đó, các em nhớ rằng kim loại thì từ sau ra trước, muối là từ trước ra sau. Vậy chất rắn Y ở đây sẽ là bạc. Và nếu có thì sẽ là đồng dư đúng không nào? À, đồng phản ứng, bị sắt phản ứng đẩy ra. Và nếu có nữa là sắt bị dư. Theo thứ tự nè, bạc, đồng và sắt. Ở đây chúng ta tính mol ra đi các em. Mol sắt là 0,04 mol. Mol của bạc nitrat là 0,02 mol.
mol của đồng hanitrat là 0,1 mol. Chúng ta sẽ sử dụng bảo toàn điện tích. Sau phản ứng này thì ion NO3- sẽ chạy hết vào dung dịch. Cho nên chúng ta tính mol của NO3- tổng cộng là 0,22 mol. Muối của chúng ta từ trước ra làm sao? Vậy muối đầu tiên là sắt 2 cộng. Nếu như chỉ có sắt 2 cộng thôi thì sắt 2 cộng của chúng ta chạy hết vào đây là 0,04. Chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy rằng nó chưa bằng về điện tích. Vì 0,04 nhân cho 2 là mới có 0,08 thôi. Điện tích dương là 0,08. Trong khi điện tích âm của chúng ta là 0,22. Vậy bắt buộc phải có thêm một điện tích dương nữa thì tiếp tục gọi tên của đồng 2 cộng. Đúng không nào? Và đồng 2 cộng này chúng ta đặt là x mol. Bảo toàn điện tích hoàn toàn có thể tìm được x. Và x này 0,07 chính là lượng mà đồng 2 cộng phản ứng. Còn dư lại 0,03. Vậy các em tính được gì rồi? Chúng ta tính được chất rắn gồm có bạc và đồng. Khối lượng là 4,08 gram. Rất đơn giản đúng không nào? Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Câu hỏi số 7 có nội dung như sau. Cho M1 gam nhôm vào 100ml dung dịch gồm đồng hanitrat 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được M2 gam chất rắn X. Nếu cho M2 gam X tác dụng với lượng dư axit chloric thu được 0,336 lít khí điều kiện tiêu chuẩn và đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của M1 và M2. Các em cũng có 1 phút suy nghĩ. Các em có thể dễ dàng nhận ra được rằng kim loại của chúng ta nếu như chỉ có bạc, có đồng thì cho vào axit chloric sẽ không có khí thoát ra. Vậy dữ liệu của đề bài nói rằng nếu cho vào axit chloric thu được khí hydro thì ngoài đồng, ngoài bạc sẽ có nhôm bị dư. Và từ dữ kiện đó chúng ta suy ra được nhôm dư. Nhôm dư của chúng ta sẽ là bao nhiêu mol các em? 0,01 mol. Từ đó các em tính được khối lượng của M2 trước. Vì M2 này các em biết là có bạc rồi nè. Bạc sinh ra từ cái bạc nitrat này là 0,03 nhân 108. Đồng sinh ra từ cái đồng hanitrat này là 0,03 nhân 64. Cộng với nhôm là 0,01 nhân 27. Các em ra được khối lượng M2 là 5,43 gram. Bảo toàn electron. Chúng ta thấy nhôm nhường 3 electron khi tham gia phản ứng. Vậy 3 lần mol nhôm phản ứng. Bằng với đồng 2 cộng chuyển thành đồng, trao đổi 2 electron. Vậy chúng ta có 2 lần mol của đồng 2 cộng. Bạc cộng trao đổi 1 electron. Chúng ta được 1 lần mol của bạc cộng. Và chúng ta tính được mol của nhôm dư là 0,03. Mà có mol nhôm dư thì các em hoàn toàn có thể tính được khối lượng của M1 ban đầu chính là khối lượng của nhôm ban đầu 0,04 mol nhân với 27. Chúng ta được khối lượng này là 1,08 gam. Câu hỏi số 7 này, chúng ta phải biết tư duy đầu tiên là vẽ cái giải điện hóa theo phương pháp thầy hướng dẫn. Rồi chúng ta liệt kê kim loại đầu tiên là bạc, kim loại kế tiếp là đồng. Nếu chỉ có hai kim loại này thôi thì vậy mà chúng ta bỏ vào axit chloric là hoàn toàn không có phản ứng. Cho nên là phải có nhôm dư. Mà nhôm dư thì bạc cộng hết, đồng hai cộng hết. Chúng ta suy ra được hai kim loại này. Từ đó chúng ta tính được nhôm dư và tính lại nhôm ban đầu.
Nội dung của câu hỏi số 7 vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên đề số 3 về phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối. Các em xem lại những phần ví dụ minh họa của thầy kèm những phần mà thầy lưu ý trọng tâm để chúng ta có thể có được một cái kỹ năng giải nhanh các bài tập này khi gặp trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở những chuyên đề lần sau.